Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngày hội điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bế mạc huấn luyện tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Tuyên dương 158 cháu học sinh là con cán bộ chiến sĩ công an tỉnh có thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023. Phóng sự Công an thành phố Vĩnh Yên ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Phần cuối chuyên mục là ống kính cảnh sát triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây tại phường Hội Hợp, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình điểm công an phường Hội Hợp điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định vai trò lớn lao của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, mỗi thành tích, chiến công của lực lượng công an luôn có sự đóng góp đồng hành của các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình tội phạm tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn Ban chỉ đạo thành phố Vĩnh Yên lựa chọn, hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình điểm Công an phường Hội Hợp điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại phường Hội Hợp. Đây là mô hình có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ chiến sĩ công an phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Vĩnh Tường năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh tới dự và chỉ đạo hội thao. Tham dự hội thao có 20 đội tuyển với 10 đội tuyển thuộc lực lượng dân phòng, 10 đội tuyển tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đại diện cho 10 xã thị trấn. Tổng số 100 vận động viên. Các đội tham gia thi hai nội dung gồm chạy tiếp sức 4x100m vượt chướng ngại vật, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Chạy tiếp sức 4x50m vượt chướng ngại vật, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, các đội thi phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành tốt các phần thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thi đấu. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi đạt giải và trao giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội thao. Hội thao là dịp để lực lượng dân phòng và tổ liên gia địa phương nâng cao thể lực, khả năng thực hành, kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra. Vừa qua, Công an tỉnh tổ chức lễ bế mạc huấn luyện tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2023. Dự lễ bế mạc có Đại tá Trần Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban đảng, sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện thành phố và 443 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2023. Sau thời gian 45 ngày huấn luyện tập trung theo quy định, các học viên đã nắm vững những kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, nâng cao khả năng thực hành kỹ chiến thuật chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, diễn tập xử lý, giải quyết các tình huống, phương án phòng chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh trật tự, phòng chống bạo loạn, khủng bố, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Kết quả kiểm tra, 100% học viên hoàn thành chương trình, kế hoạch huấn luyện đã đề ra, trong đó có trên 75% học viên đạt loại khá giỏi. Tại lễ bế mạc, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đã diễu hành biểu dương lực lượng, duyệt đội ngũ, biểu diễn một số động tác kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật công an nhân dân, đánh tình huống ứng dụng võ thuật, quyền 38 động tác và phân thế, đồng diễn bài Mai Hoa Quyền 52 động tác.
qua đó cho thấy rõ sự dày công khổ luyện trên thao trường của đội ngũ học viên, cũng như trình độ võ thuật, kỹ chiến thuật quân sự, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị và 158 cháu học sinh tiêu biểu về dự lễ tuyên dương. Tiếp nối truyền thống những năm qua, năm học 2022-2023, các cháu học sinh là con cán bộ chiến sĩ, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tiếp tục có nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Trong tổng số hơn 1.000 cháu đạt thành tích cao trong năm nay, có 158 cháu vừa đạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, cấp tỉnh và quốc gia. Phát biểu tại buổi tuyên dương, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bày tỏ phấn khởi vui mừng trong năm học 2022-2023, có nhiều con cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Một năm học mới sắp bắt đầu, đồng chí chúc toàn thể các cháu học sinh là con em cán bộ chiến sĩ luôn vui tươi, chăm ngoan, học tập tốt, góp phần giúp bố mẹ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai lực lượng mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn thành phố. Từ ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố như đường Nguyễn Tất Thành, Lý Thái Tổ, Lương Thế Vinh, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, khu vực các điểm trung chuyển đón trả khách. Qua việc tổng kiểm soát này nhằm tạo ý thức chuyển biến của ý thức người lái xe, nhằm giảm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Để triển khai kế hoạch này có hiệu quả thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông ra còn có các đội nghiệp vụ công an các phường xã trên địa bàn thành phố. Ngoài lực lượng chức năng xử lý ra thì lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cán bộ rà soát qua hệ thống camera xử phạt nguội trên các tuyến, xác định nguyên nhân, thời gian, khung thời gian vi phạm. Trước đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tổ chức cho chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền cho các lái xe và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông. Tôi nhận thức rằng là trong quá trình bây giờ cái phương tiện giao thông mình tham gia nó là hỗn hợp, rất là phức tạp. Thế cho nên là mình phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đi ra đường là mình phải có đầy đủ các giấy tờ hợp đồng theo quy định của pháp luật đã ban hành, và mình đi phải đúng làn đường và đi đúng tốc độ theo quy định của luật giao thông đường bộ. Đợt tổng kiểm soát sẽ được tiếp tục thực hiện đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Qua đây nhằm tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, đồng thời khắc phục tốt nhất các tồn tại trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa hiện nay. Thưa quý vị và các đồng chí, một ổ nhóm cờ bạc lớn được tổ chức chuyên nghiệp với thủ đoạn liều lĩnh hoạt động trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, vừa bị Công an huyện Vĩnh Tường triệt phá. Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan và làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm đánh bạc này. Đây là hình ảnh hiện trường vụ bắt quả tang sới bạc nằm ở giữa sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường lúc nửa đêm ngày 8 tháng 8 vừa qua. Để tổ chức sới bạc, các đối tượng đã tụ tập trên nhà phao nổi rồi dùng thuyền kéo ra giữa dòng sông. Với thủ đoạn tinh vi đó mà sới bạc này đã thu hút rất nhiều con bạc chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, trong đó có cả phụ nữ cũng bỏ gia đình để tham gia. Người này được chủ sới thuê đến trả tiền theo ca chỉ để làm nhiệm vụ sóc đĩa phục vụ cho các đối tượng sát phạt ăn tiền. Thì Thủy thuê tôi đến sóc cái ấy. Đi đến rễ sông Hồng và lên cái nhà lỗi, thuyền cái nhà lỗi Thủy đưa tôi cái ba lô
trong ba lô có bàn chè, dao, bát đĩa. Rồi tôi là người nạp quân. Người nạp quân xong rồi tôi sóc cái cho mọi người chơi, mọi người đánh bạc. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu ổ nhóm phân công lực lượng cảnh giới trên bờ, dưới sông và thường xuyên luân chuyển địa điểm đánh bạc dọc theo tuyến sông Hồng. Vì thế phải mất nhiều thời gian trinh sát, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra mới nắm được tình hình, quy luật hoạt động của nhóm đối tượng để lên kế hoạch triệt phá. Thì trong thời gian đầu tháng 8 năm 2023 vừa qua, thì trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện Tường đã phát hiện thấy có một ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp hoạt động lưu động đánh bạc trên tuyến sông Hồng ở địa bàn giáp danh giữa địa bàn huyện Yên Lạc và địa bàn huyện Vĩnh Tường. Cái thủ đoạn của chúng là thường là tập kết các con nơi cách xa địa điểm đánh bạc, sau đó là bố trí các phương tiện đưa đón gồm xe mô tô và xe ô tô dẫn các con bạc vào sâu trong các bãi bồi ven sông. Và cái thời điểm các đối tượng tập trung này cũng là đều là sau 22 giờ đêm để nhằm trốn tránh sự phát hiện của người dân cũng như cơ quan chức năng. Sau đó là các đối tượng là sử dụng thuyền máy và đưa các con bạc đến nhà nổi để đánh bạc và cắt cử người cảnh giới ở trên sông cũng như là ở trên bờ ở các tuyến đường độc đạo dẫn xuống địa điểm đánh bạc. Thời điểm cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang, các đối tượng vẫn đang say sưa sát phạt ăn tiền, nhưng một số đối tượng đã liều mình nhảy xuống sông để tẩu thoát. Cơ quan điều tra đã bắt giữ được 16 đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật khác tại hiện trường, gồm hơn 600 triệu đồng tiền mặt, hàng loạt điện thoại di động, một khẩu súng quân dụng K-59 cùng 5 viên đạn. Cũng giống như các sới bạc khác, để bước chân vào đây, các con bạc phải nộp tiền phế theo giờ. Nếu chót lọt chỉ sau một đêm, chủ sới sẽ thu được tiền phế lên đến cả chục triệu đồng. Thế nhưng đổi lại, đã có không ít gia đình rơi vào bi kịch khi chỉ sau một đêm đã lâm cảnh tan cửa nát nhà, gia đình ly tán vì đã mang tiền ném vào canh bạc đỏ đen này. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc đến đây đã kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở chuyên mục này kỳ sau.